Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, phụ nữ muốn gì luôn là một câu hỏi khó khăn đối với nhiều chàng trai. Khi thích một cô gái, đàn ông luôn hỏi câu này để qua đó có thể lấy lòng cô gái dễ hơn. Nhưng có một nghiên cứu khá mới cho thấy rằng khi tán tỉnh phụ nữ, đàn ông không nên thể hiện quá nhiều, mà hãy để phụ nữ tìm kiếm những điều mà họ thích ở đàn ông. Chúng ta quay trở lại câu hỏi, phụ nữ thực sự cần những gì và họ tìm kiếm những gì ở đàn ông? Trong video này, mình sẽ chia sẻ 5 điều mà phụ nữ thực sự muốn tìm kiếm ở một người đàn ông cho cuộc đời mình, các bạn nhé. Điều thứ nhất mà phụ nữ tìm kiếm ở một người đàn ông, đó là một người mạnh mẽ. Là một người đàn ông, chắc hẳn bạn không muốn có một người phụ nữ có thân hình vạm vỡ và khỏe hơn mình. Còn phụ nữ thì ngược lại, đàn ông muốn một người phụ nữ nữ tính và phụ nữ muốn một người đàn ông nam tính. Nhưng điều gì khiến phụ nữ muốn điều này? Chúng ta hay nói cái điều đó, nhưng không hiểu vì sao nó lại như thế. Vì sao phụ nữ lại thích những người đàn ông mạnh mẽ? Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ trung bình có sức mạnh thể chất kém hơn khoảng 1/3 so với nam giới. Khi con người thấy mình thiếu cái gì thì họ luôn bị hấp dẫn nếu như người khác có cái đó. Ví dụ, bạn không có tiền, bạn sẽ thấy những người có tiền thật tuyệt. Phụ nữ luôn yếu đuối, dù họ có thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, phụ nữ luôn cần sự che chở, họ cần có một bờ vai vững chãi để làm điểm tựa cho mình. Vì thế, khi mà phụ nữ chủ động, họ luôn tìm kiếm một người đàn ông có đủ sự mạnh mẽ cần thiết. Điều thứ hai mà phụ nữ tìm kiếm là một người đàn ông ngọt ngào. Bất kỳ một người phụ nữ nào, dù sang hay hèn, dù giàu hay nghèo, dù xinh đẹp hay không xinh đẹp, thì đều muốn đàn ông đối xử với mình như một công chúa. Chúng ta có thể thấy có một sự mâu thuẫn. Khi phụ nữ đã thích một người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, thì rủi ro có thể xảy ra là anh ấy sẽ không ngọt ngào. Nhưng đòi hỏi của phụ nữ thì luôn nhiều hơn những gì mà đàn ông có. Em thích anh mạnh mẽ, nhưng anh phải ngọt ngào với em. Vì sao lễ tình nhân hay tặng nhau sô-cô-la? Đó là vì họ muốn cho nhau sự ngọt ngào. Trong tình yêu mà không có sự ngọt ngào từ đàn ông thì vô cùng nhạt nhẽo, đúng không ạ? Tuy nhiên, có rất nhiều chàng trai tỏ ra khó khăn trong cái việc đối xử một cách ngọt ngào với phụ nữ. Vì sao lại như vậy? Chúng ta biết rằng những người đàn ông mạnh mẽ thường ít khi ngọt ngào được với phụ nữ, bởi vì họ cho rằng ngọt ngào với phụ nữ thì đàn ông có vẻ yếu đuối. Hoặc là ngọt ngào quá thì không tạo ra được cái uy của mình trước phụ nữ. Nhưng đàn ông đừng lo lắng về điều này, bởi vì khi các bạn vừa là một người mạnh mẽ, vừa là một người ngọt ngào, thì phụ nữ sẽ rất thích bạn. Điều này là chắc chắn, các bạn nhé. Điều thứ ba mà phụ nữ ngày nay rất muốn ở một người đàn ông, đó là biết chia sẻ và vững vàng về tinh thần. Người ta nói rằng một người đàn ông vững vàng về tinh thần giống như một hòn đá tảng trước sóng. Họ không bị lay chuyển, không bị dao động trước những cái biến cố của cuộc sống. Mà chúng ta đều biết rằng cuộc sống thì có rất nhiều biến cố. Có những biến cố nhỏ và có những biến cố lớn. Phụ nữ thường là đối tượng ít có khả năng chống đỡ được những cái biến cố dù lớn hay là nhỏ.
và phụ nữ luôn mất bình tĩnh trong những cái tình huống đó. Phụ nữ thực sự đánh giá rất cao một người đàn ông có thể giữ bình tĩnh, ngay cả khi mà người phụ nữ phát điên lên. Hay có thể nói theo cách dễ hiểu hơn là phụ nữ muốn tìm kiếm một người đàn ông biết làm chủ cuộc sống, biết xử lý tình huống. Đàn ông biết xử lý tình huống được phụ nữ chấm điểm cao nhất. Ngoài ra, chúng ta cũng đề cập đến sự chia sẻ. Phụ nữ là đối tượng luôn muốn được người khác lắng nghe. Họ nói nhiều và muốn được người khác nghe nhiều hơn và chia sẻ với họ. Xét cho cùng thì hòa hợp của tình yêu hay hôn nhân đều là do chúng ta có sự chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ về công việc, chia sẻ về trách nhiệm, chia sẻ về tâm tư tình cảm với nhau, đúng không ạ? Đàn ông biết lắng nghe những cái chia sẻ của phụ nữ là tốt. Nhưng tốt hơn nữa là phải biết chia sẻ với họ những cái nỗi lo lắng trong cuộc sống. Phụ nữ đương đại rất thích đàn ông có được tính cách và đặc điểm này. Điều thứ tư mà phụ nữ ngày nay rất thích và tìm kiếm ở đàn ông, đó là người biết tạo ra những cái trải nghiệm mới. Cuộc sống ngày nay, nếu chúng ta cứ giữ khư khư những cái quan điểm cũ, lối sống cũ thì rất nhàm chán. Và phụ nữ có một bộ não khác với nam giới. Và những bộ não đó luôn tìm kiếm những cái thứ nhằm kích thích cảm xúc và phiêu lưu. Nếu một người đàn ông không cho người phụ nữ được cái cảm giác trải nghiệm mới đó, thì họ sẽ tìm một người đàn ông khác. Mình đang nói đến những cái trải nghiệm mới về tình dục. Cần phải nhắc lại cho các bạn rằng nam giới thua xa nữ giới về tưởng tượng những thứ có thể làm ở trên giường, chỉ là họ không nói ra. Đàn ông thử nghĩ xem vì sao sau khi ngoại tình thì đàn ông luôn muốn trở về nhà, còn đối với phụ nữ thì lại không như vậy. Bởi vì khi phụ nữ bị cám dỗ bởi những cái trải nghiệm mới, họ không dễ dàng quay lại được với cái cũ. Đàn ông biết tạo ra những trải nghiệm mới không chỉ trong cuộc sống hàng ngày, mà quan trọng hơn là tạo ra những cái điều thú vị trong quan hệ chăn gối. Và một vấn đề đàn ông cần nhớ, khi các bạn tạo ra những cái trải nghiệm mới thì cũng nên tạo cho phụ nữ một không gian để họ trải nghiệm cái mới đó, các bạn nhé. Điều cuối cùng mà phụ nữ luôn tìm kiếm ở đàn ông trong một mối quan hệ, đó là sự chân thành. Chân thành trong mối quan hệ ngày càng trở nên khan hiếm. Khi yêu, đàn ông luôn muốn người phụ nữ phải chung thủy với mình. Khi không còn yêu nữa thì đàn ông vẫn muốn người phụ nữ phải chung thủy với mình. Đàn ông nhiều người rất ích kỷ như vậy. Tức là trong một mối quan hệ thì đàn ông luôn sống với phương châm là ta có thể phụ người nhưng không cho phép người phụ ta. Chính vì thế mà phụ nữ khao khát một tình cảm chân thành từ đàn ông, chứ không phải là tâm lý có thể phụ người khác của đàn ông. Có một người đàn ông yêu mình chân thành là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Khi mình nêu 5 điều mà phụ nữ hiện đại ngày nay muốn tìm kiếm ở một người đàn ông, chắc chắn sẽ có người thắc mắc là sao không phải một người đàn ông có tiền. Thực tế ngày nay, phụ nữ đã không còn quá coi trọng điều này nữa. Vì có những phụ nữ họ kiếm được rất nhiều tiền. Họ có trình độ, có các mối quan hệ, có khả năng làm chủ tài chính ngang bằng, thậm chí là hơn cả đàn ông. Nhu cầu tìm kiếm một người đàn ông giàu có, nhiều tiền chỉ là những cô gái muốn sống bám vào đàn ông, hoặc là những cô gái bất tài vô dụng và quá thực dụng. Một cô gái như thế, đàn ông cũng không thích, phải không ạ?
Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Khánh Ngọc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.